Người nuôi chó có thể đi tù. Chó là loài động vật thông minh, trung thành và biết giữ nhà nên được nhiều người chọn nuôi. Ở Hà Nội, Sài Gòn, người nuôi chó rất nhiều nhưng không ai biết nuôi chó có thể đi tù. Mới đây nhất, một chủ nhà nuôi chó ở Hà Nội đã bị chính đàn chó của mình cắn phải nhập viện. Ngoài ra, chính việc đặc thù biết giữ nhà nên nhiều trường hợp chó sẽ bất ngờ tấn công người lạ, cắn bị thương, thậm chí dẫn đến chết người. Lúc ấy, người bị chó cắn có được bồi thường hay không và ai sẽ là người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó? Theo luật sư Nguyễn Thạch Thảo, pháp luật hình sự có quy định nếu để chó nuôi của mình gây ra chết người thì chủ sở hữu với chó nuôi sẽ bị xử lý hình sự theo điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999, tội vô ý làm chết người với mức hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm. Nghiêm trọng hơn, nếu việc để chó của mình gây chết nhiều người thì người chủ của gia súc đó có thể phạt tù đến 10 năm. Việc bị chó cắn thì tố cáo với ai? Luật sư Thảo cho biết người dân không may bị chó nhà tấn công gây thương tích làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tính mạng thì theo mức độ thiệt hại, nếu nhẹ thì có thể thương lượng với chủ gia súc đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu mức độ nặng hoặc không thể thương lượng thống nhất số tiền bồi thường thì người bị hại có quyền trình báo với chính quyền địa phương về sự việc bị chó cắn, sau đó có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc nếu bị chết người thì có thể yêu cầu xử lý hình sự đối với người nuôi chó.